Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Toàn cảnh đám cưới siêu khủng của cầu thủ Duy Mạnh, Quỳnh Anh. Cô dâu Quỳnh Anh tiết lộ địa điểm diễn ra tiệc cưới cũng là nơi mà đôi uyên ương gặp nhau lần đầu tiên hồi tháng 7 năm 2015. Khi ấy, Duy Mạnh và Quỳnh Anh cùng dàn khách mời của tiệc tiếp đón câu lạc bộ Manchester City sang Việt Nam đá giao hữu. Trong buổi tiệc, Duy Mạnh gây ấn tượng với hành động ga lăng, nhường ghế cho người đẹp. Trung vệ câu lạc bộ Hà Nội còn lấy cớ xin chụp tấm ảnh tập thể với Quỳnh Anh. Kế tiếp, chàng cầu thủ dò tìm Facebook của cô và nhắn tin xin làm quen. Sau một năm miệt mài thả thính, cuối cùng Duy Mạnh đã tán đổ được người đẹp. Tới ngày 1 tháng 1, Duy Mạnh đã cầu hôn Quỳnh Anh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Đỗ Duy Mạnh sinh năm 1996, hiện thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội và tuyển quốc gia Việt Nam. Còn Quỳnh Anh là con gái của cựu chủ tịch câu lạc bộ Sài Gòn Nguyễn Giang Đông. Cô cũng là em vợ của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Sau màn cầu hôn ở phố đi bộ, cặp 9X đã chụp 3 bộ ảnh cưới theo các concept khác nhau. Ở bộ ảnh đầu tiên, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã diện hai chiếc áo quý giá trong sự nghiệp của chàng cầu thủ 24 tuổi. Duy Mạnh mặc áo số 11 U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Quỳnh Anh mặc áo số 28 của đội tuyển Việt Nam mà chồng đã mặc khi vô địch AFF Cup 2018. Cả hai còn đi giày đôi hoa cúc thiếu cánh do ngôi sao K-pop G-Dragon thiết kế. Còn bộ ảnh thứ hai mang phong cách nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc, cả hai diện trang phục cưới. Bộ ảnh thứ ba được chụp tại phim trường ở Đông Anh. Vì cô dâu yêu thích phim Hạ cánh nơi Anh, nên cả hai đã tái hiện lại một cảnh trong phim. Bộ thiệp cưới của Duy Mạnh, Quỳnh Anh mang sắc hồng pastel theo sở thích của cô dâu, hướng tới phong cách lãng mạn, nhẹ nhàng. Tấm thiệp mang xu hướng tối giản, chỉ sử dụng rất ít điểm nhấn là họa tiết hoa mẫu đơn ánh bạc, được niêm bởi ruy băng hồng. Phần phong bì đựng thiệp được niêm bởi dấu sáp màu bạc, có họa tiết là chữ cái AM trong tên của Quỳnh Anh, Duy Mạnh. Trong bộ thiệp cưới còn có tờ bản đồ hướng dẫn đường đi cho khách, thể hiện sự chu đáo của cô dâu chú rể. Đại diện của Quỳnh Anh, Duy Mạnh tiết lộ dress code cho đám cưới là màu hồng pastel và trắng. Trong bộ ảnh vào tối ngày 4 tháng 2, cặp đôi nổi tiếng lần đầu khoe nhẫn cưới. Cặp nhẫn cưới này được đại diện truyền thông của cả hai xác nhận thuộc trong bộ sưu tập Love Ring thương hiệu trang sức nổi tiếng Cartier. Theo trang mua sắm, giá trị một chiếc nhẫn vàng Love Ring Yellow Gold trọng lượng 18K, công kim cương là 1.650 đô, chưa tính thuế, tức gần 35 triệu đồng. Như vậy, tổng giá trị cặp nhẫn của Duy Mạnh Quỳnh Anh khoảng 70 triệu đồng. Trong ngày trọng đại, cô dâu Quỳnh Anh sẽ diện váy cưới từ nhà thiết kế Phương Linh và nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Nhà thiết kế Phương Linh tiết lộ chiếc váy cưới là món quà mà chú rể dành tặng cho cô dâu. Mẫu đầm sẽ được thiết kế riêng, hướng đến sự lộng lẫy, nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chí thanh lịch. Thiết kế thắt eo mang phơm dáng xòe phòng công chúa, điểm đá, hàn ngọc trai trên thớ vải trắng tinh khôi, tay áo có độ phồng nhẹ. Trung vệ câu lạc bộ Hà Nội còn tham gia nhiệt tình vào việc chọn chất liệu, đóng góp ý kiến cho cô dâu về váy cưới. Nhà thiết kế tiết lộ, tấm sơ rề trắng tinh khôi sẽ được làm bằng 100% chất liệu ngoại nhập, bắt sáng, phù hợp với không gian kiến trúc của lễ cử hành hôn lễ. Cô dâu sẽ diện váy với giày Dior giá khoảng 35 triệu đồng. Mẫu giày tôn dáng, có quai nơ, thiết kế mũi nhọn và phần vải lưới chấm bi. Giày có độ cao khoảng 3cm. Ngày 31 tháng 1, chú rể Duy Mạnh cũng tiết lộ trên Instagram cá nhân về trang phục của mình trong ngày trọng đại. Anh sẽ diện suit jacket màu đen, có tên ghép từ chữ cái đầu của hai vợ chồng. Phần vé áo, cà vạt đều theo họa tiết con ong, ký hiệu tình yêu của cặp 9X. Chú rể sẽ phối với giày da Louis Vuitton. Theo ekip tổ chức đám cưới, các khâu chuẩn bị cho ngày trọng đại của Quỳnh Anh, Duy Mạnh đã dần hoàn tất. 500.000 viên pha lê cao cấp sẽ được sử dụng xuyên suốt cho toàn bộ không gian làm lễ, kết hợp với sắc hoa rực rỡ. Đám cưới diễn ra lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên gia đình cô dâu chú rể đã có sự chuẩn bị. Chị gái Huyền My của cô dâu tiết lộ rằng gia đình cùng khách sạn, wedding planner sẽ chuẩn bị cho các vật dụng cần thiết như khẩu trang, nước rửa tay để khách mời đảm bảo sức khỏe khi dự tiệc cưới. Đám cưới của cặp 9X sẽ có quy mô khoảng 450 khách mời. Lễ vu quy thành hôn đều diễn ra vào sáng ngày 9 tháng 2. Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ VBiz đầu tiên xác nhận sẽ tham gia đám cưới của Quỳnh Anh, Duy Mạnh. Anh cũng hứa sẽ góp vui tại tiệc cưới với nhiều ca khúc đặc sắc.
Ngoài ra, ca sĩ Trịnh Thăng Bình, những thành viên trong câu lạc bộ Hà Nội, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam cũng là những khách mời của tiệc cưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.